chồng tí chồng mông đồng ngược lên kia. Em đéo chồng mông chồng mít đấy hả? Tóm được một em hổ trâu này. Quán đấy mày đu đi. Đây luôn. Tóm nó cuốn mẹ rồi. Úi giời cái kia. Thả nhá, thả nhá. Thả ra đâu. À, con to đùng. Ôi trời ơi. Ê. Hôm nay cũng được ý. Úi trời ơi. Ê, đôi hổ bây giờ. Úi trời ơi. Đây rồi, đây luôn. Hổ trâu rồi ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là nấm linh chi mọi người nhé, tức là nấm lim ấy. Cái nấm lim này thì toàn bộ là nấm lim bao tử, chứ lim này là nấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lúc na là nấm mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao đấy. Các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan thận đều sử dụng nấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về nấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đi sang bên kia xem nào con, còn cái gì không? Tí vào viên đá. Thằng này hơi bị kinh cả mình. Mày hơi bị kinh luôn ấy. Đáng chua. Này lấy lụa. Đó cái đấy ra. Có Phương đéo rồi. Có Phương làm gì kia? Mẹ đéo chống đít, chống tí, chống mông, chống ngược lên kia. Rồi. Em đéo chống mông, chống đít đấy hả? Tóm được một em hổ trâu này. Trâu? Trâu. Trâu đéo thì đéo rút rồi. Toàn đi mông thôi. Úi giời. Nó lao ở đâu vào đây? Ông đi đâu vào đây? Vừa đi mua nước cái... Mua trước? Cái vòng lại đây. Hả? Mẹ con nào có đường mà đã kịp mua đâu. Ui con này to nhỉ. Rút lại lên. Ui. Có rút không? Rút đã. Mày rút thử xem. Này. Sướng đấy, rút đã. Mày rút thử xem. Đéo rút được. Này. Này. Ngon. Đấy, mày rút đi. Phê luôn. Cấm đây. Nó cuốn mẹ rồi. Cuốn rồi, thế để chạy vào trong kia này. Thế vào trong. Đâu? Thấy chưa? Đó, thả ra. Con to. Úi giời, cái kia. Thả nhá, thả nhá. Thả ra rồi. À, con to đùng. Đấy. Ôi trời ơi. Con này cũng được ý. Trời ơi. Ê, nó hổ bây giờ. À, con này như nhưng đang kịp lộ phía sau. Không. Nhưng đang ủ lộ. Thế là cưng ngon đấy. Đấy nhỉ. Hôm nay lại. Hết. Bắt đi, bắt. Đây, cho. Thôi, ấy móc biết làm gì. Cần gì phải ấy móc đâu. Kiếm rồi. Thôi đi về. Con này đang ủ. Về đây, con gì nhá. Kiếm được con này là ngon đấy. Phê loài luôn. Này đang ui ui xuống đây, xuống. Kia. Tao vừa nhìn thấy con này nó lao mẹ xuống đây sao ấy. Ê kia. Hả? Lao đây. Anh nhìn thấy nó làm sạt sao hình như là lao xuống đấy sao ấy. Tao không ơi à. Ừ. Ừ, nó phi xoạt mà. Anh không tìm đằng đấy sao nào. Đuổi từ đằng đấy xuống nào. Để cho này túi. Cho túi đi. Em đằng. Ui, đây rồi. Hả? Ui dồi ôi, mẹ con này to lắm.
Ui. À. Wow. Ui. 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 Mẹ ơi nó. Ui sao nó ướt sướt này nhỉ? Ui. Mưa này nó quá này. Ui được. Ê ê nó mổ bây giờ. Nó mổ cho bây giờ. Vỡ đầu bây giờ. Sướt này nhỉ? Bọn này nó đi. Đi đuôi nó vẫn còn à? Hả? Anh vừa nhìn ở đâu? Vừa bắt đấy, ở đây. Kéo ra này. Em vừa nhìn nó lao dưới kia mà. Vừa nó lao dưới kia mà. Em nó còn sàn. Hay này có con nữa nhỉ? Anh vừa thấy cái đuôi nữa. Vừa thấy cái đuôi. Hay này con nữa nhỉ? Nó biết đâu được. Nuôi anh nhìn nó lao từ trên này. Thế mọi người vừa mình lao nhìn thấy nó lao từ vắt xuống ngay đây. Bây giờ không biết là khu nào nữa cơ. Không bật đâu. Không. Mới mưa xong bật làm sao cháy được. Đây hãy xuống dòng con này. Chậm chậm để xem nó di chuyển. Thấy chân đấy này. Thấy chân rộng 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 quá là nó phi ra ngay. Sợ nó lại có tôi này có lỗ sao này. Cái này có lỗ này. Cái này bọn đánh nhanh lắm, nó lươn nhanh lắm. Đây, lỗ chứ mà. Có luôn à. Kiểm tra chỗ này thôi. Rồi quả giết giá này thì sợ nó có lỗ không nó xuống đây thì cũng có mà tìm tìm bằng mắt. Thấy gì không? Không. Làm gì á? Anh Phương bới cái này ra, giận cái này ra, giận cái này ra này. Nhẹ nhàng thôi, để không. Thế mua được nước chưa? Mình sợ phạt đã kịp đi mua đâu. Vừa đặt bẫy bên kia, ấy hết mồi. Phá hết mồi luôn. Ừ. Kỳ ba ngày rồi. Khả năng nó phi rồi. Chỗ này rộng này thì làm sao mà. Hả? Ừ, anh nhìn thấy ở đấy nhưng mà em nhìn thấy con nó lao theo hướng của tận đằng này cơ. Là, hay là con đấy nhỉ? Cháu ghi là con đấy ấy. Như vậy? Cháu ghi nó chạy vòng đấy xong nó ngược vừa phi lên. Mày chạy cái à nó ngược đầu lên đấy. Không thấy thôi. Để dẫm này đốt nhẹ nhỉ? Nhưng mà nó ướt. Ướt. Nó ướt lên đấy. Đi, lại đi. Từ. Đi. Hả? Rồi. Cái gì? À. Đây rồi. Gì? Đâu? Gì không? Để máu hết nhỉ nào. Gai. Đưa gai có. À kia. Đây. Úi giời ơi. À đây rồi. À đầu đây. Đang luồn đây rồi. Đâu rồi? Đây luôn. Bắt được chưa? Bắt đầu nhưng mà nó cầm mới ra đâu rồi? Đầu đâu rồi? Đầu nó đằng này mà. Đây xuống cầm con này anh. Xuống cầm cái bới này ra. Bới bên này. Mình dẫm nghe nó mềm. Dẫm mẹo người nó di chuyển kinh nhỉ. Đấy. Chắc nó quay đầu rồi. Đấy. Lân theo cái con nó ấy. Lân theo cái mình nó. Đây này, đầu nó đây. Đầu nó đây à? Được. À. Hướng cỏ nó rút ấy. Ui. Về luôn. Về luôn. Wow. Hổ trâu mọi người ạ. Ê trời. Ơ kìa nó mổ kìa. Nó mở vỡ đầu quá. Nó mổ vỡ đầu. Em này bé, em này to nhất này. Ui giời này mọi người.
Rồi, nó chạy. Ê. Quay lại chơi. Ừ. Con này phê đấy, được đấy. Ừ. Ấy ơi, tụt một. Yeah. Mày đi à? Ôi kìa. Con nó cũng dở vào tí hả? Con nó kiểu dở vào tí. Thôi bắt vào đi. Anh em mình đi ấy đi. Mẹ à. Đang yên lại vớ ấy nhỉ? Đi. Tôi tóm được mỗi con nhưng mà sao lại vào anh em lại phát hiện luôn à? Anh thấy ở đây nó phi ra thì... Chuyển ra kia còn gì nữa. Con phê luôn. May mắn rồi mọi người ạ, hôm nay anh em mình đã may mắn phát hiện là nó có lốt chửa được mình về thằng kia làm sao rồi. Cái cắm này. Thôi cho ấy vào đi xong rồi lấy cái nam mùi vào ấy vào. Đây mọi người, tôi ngơ đi mua nước thì phát hiện tình cờ ở trong nó phi qua đường. Đấy, chưa kịp đi mua nước, thế là mua được rắn mọi người ạ. Ngon luôn. Kiếm được rắn luôn. Mọi người xem video để ủng hộ cho Phương Vi là và cũng như là toàn thể anh em trong team mới nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Lấy cái lá mùi, lấy cái lá mùi ấy mà. Hả? Không có túi à? Túi không.